Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong nhiều ngày liên tiếp, mưa lớn ở phía Nam đại lục dẫn đến lũ lụt liên tục ở nhiều nơi, trong đó Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương nơi đây đã kêu gọi thế giới bên ngoài và chính phủ quan tâm và giúp đỡ An Huy nhiều hơn. Người dân ở An Huy nói với phóng viên The Epoch Times rằng An Khánh, Vu Hồ, Mã An Sơn, Tuyên Thành, Đồng Lăng và những nơi khác trong tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, nhưng sự chú ý của giới truyền thông và sự hỗ trợ của chính phủ dường như không có động tĩnh gì. Cô Ly ở quận Thông Dương, thành phố Thông Lĩnh nói rằng lũ lụt ở quận Thông Dương đang rất nghiêm trọng và tầng 1 trong khu dân cư của cô đã bị ngập lụt. Vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm, các quan chức chính phủ đã thông báo cho họ rằng con đập đang trong tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người hoàn thành việc sơ tán tránh lũ trước 8 giờ 30 phút sáng. Cô Ly nói rằng các nhân viên chính phủ chỉ thông báo về việc sơ tán nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tổ chức sơ tán, vì vậy cô ấy ở nhà. Cô ấy nói rằng bên ngoài trời đang mưa to và nếu tiếp tục thì họ sẽ bị mắc kẹt ở nhà. Cô Ly cũng tiết lộ rằng một khu vực phát triển kinh tế địa phương nơi cha và anh cô làm việc đã bị ngập hoàn toàn và giao thông từ quận Thông Dương đến những nơi khác đã bị chặn. Được biết, không chỉ nước hồ trong khu đô thị của quận tăng vọt mà hồ Bạch Đằng, hồ Phượng Sa và hồ Thái Tử xung quanh đều đã vượt quá mực nước nguy hiểm. Trong trường hợp nguy cấp, quận Thông Dương có nguy cơ trở thành một hòn đảo bị cô lập. Người dân cho rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa ở An Huy chưa thu hút được sự chú ý của thế giới bên ngoài. Báo chí đưa tin chưa đầy đủ, nhiều nơi đang tiến hành cứu trợ thiên tai theo kiểu tự cứu. Một người dân cho biết trận mưa xối xả ở An Huy thực sự nghiêm trọng. Vài ngày trước, tàu hỏa và ô tô đều bị nghiêm cấm hoạt động do xảy ra sạt lở đất rất nghiêm trọng. Cũng có người cho rằng An Huy đã mấy ngày nay bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nếu không có sự quyên góp của Triệu Vi thì nhiều người sẽ không biết đến. Nhiều vùng nông thôn bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề, không nhận được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội. Một cư dân ở Mã An Sơn cho biết trên Weibo của mình rằng Mã An Sơn bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng nhưng không có phương tiện truyền thông nào đưa tin. Lũ lụt ở các vùng nông thôn như Bồ Hoàng và giữa sông đã gây ra thiệt hại nặng nề ở nhiều nơi, nhưng chính phủ không đủ kinh phí để chống lũ. Ông nội tôi 60 tuổi cũng được cử đi đắp đê chống lũ. Chính quyền một số khu vực hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân dân làng. Tôi hy vọng rằng thế giới bên ngoài có thể thu hút nhiều hơn đến An Huy và chính phủ có thể phân bổ kinh phí, huy động nhân lực và vật lực giúp đỡ An Huy cùng nhau vượt qua khó khăn. Một người dân giấu tên cho biết ông hy vọng mưa lớn sẽ tạnh và thương vong sẽ ít hơn, hy vọng người dân An Huy có thể sống sót sau trận lũ này và cuộc sống sẽ được ấm áp hơn. Sau trận lũ, số người chết chính thức thấp hơn nhiều so với số người chết thực tế. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, tính đến 21 giờ tối Chủ nhật, tổng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở An Huy là 9,118 triệu người với 37 người chết và 13 người mất tích. Nhưng mọi người nói rằng số người chết chính thức là sai và thấp hơn nhiều so với số người chết thực tế. Một người dân ở Tuyên Thành tiết lộ khu vực Quảng Đức và Lãng Tây của Tuyên Thành gần như bị lũ nhấn chìm, rất nhiều người chết mà không trình báo. Một cư dân khác đăng lên mạng rằng cây cầu gần nhà bạn cùng lớp của anh ta bị sập. Lúc đó có hơn 20 người trên cầu và tất cả đều rơi xuống sông. Cuối cùng chỉ có 4 người được cứu sống, còn một số bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã nói dối rằng chỉ có 6 người rơi khỏi cầu. Được biết, tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, 28 con sông ở An Huy vẫn vượt mức cảnh báo và toàn bộ sông Dương Tử đều vượt mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở đại lục đã kéo dài hơn một tháng kể từ giữa tháng này, bao trùm Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy và những nơi khác ở Trung Quốc. Vừa qua, CCTV cho biết ông Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ, yêu cầu nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt, thiên tai địa chất và cứu hộ khẩn cấp. Từ tối thứ Sáu, Quế Lâm, Ngô Châu, Sùng Tả và các nơi khác ở Quảng Tây có mưa lớn. Đến 18 giờ 33 phút chiều thứ Bảy, thời tiết địa phương Ngô Châu đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ. Nhiều nơi trong thành phố xảy ra ngập lụt, một số tuyến phố bị nhấn chìm, nhiều ô tô bị mắc kẹt trong nước. Từ tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu, Quảng Châu tiếp tục có mưa lớn, gây lũ lụt ở một khu vực thành thị. Ga Wanyu trên tuyến Metro số 13 đã ngừng hoạt động do lũ lụt nghiêm trọng.
các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở quận Hoàng Phố sẽ đóng cửa cả ngày thứ Sáu. Từ Chủ nhật tuần trước đến Chủ nhật tuần này, Quảng Tây liên tục có mưa lớn. Tính đến 17 giờ chiều thứ Bảy, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 323.468 người ở Quảng Tây, 128 ngôi nhà của 61 hộ gia đình bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 300,532 triệu nhân dân tệ. Trong tháng này, vùng lũ bao trùm diện rộng hơn, giới chức cho biết tính đến thứ Ba, lũ đã lan ra 11 tỉnh và ảnh hưởng đến 2,627 triệu người. Trong số đó, tổng số 728.000 người bị ảnh hưởng tại 69 quận thuộc 10 huyện và thành phố của tỉnh Giang Tây và 1.277.500 người bị ảnh hưởng ở Quảng Tây. Vào hôm thứ Ba vừa qua, cuộc họp điện ảnh về công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán lưu vực sông Dương Tử của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tính đến thứ Sáu tuần này, lũ lụt năm nay đã gây ra 26 tỉnh, bao gồm cả Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và Trùng Khánh. 11,22 triệu người bị ảnh hưởng, 571.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 213.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Hơn 9.300 ngôi nhà bị sập và 171.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 861.000 ha diện tích mùa màng bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 24,1 tỷ nhân dân tệ. Bắt đầu từ nửa cuối tháng, khu vực từ Quý Châu đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử đón nhận lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Trong số đó, Quý Châu bị ảnh hưởng đáng kể. Tính đến 7 giờ sáng thứ Ba vừa qua, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 74.000 người ở 9 huyện thuộc 3 thành phố và khu tự trị như Tuân Nghĩa, Đồng Nhân và Tiền Đông Nam. Có 8 người chết đuối. Vào lúc 11 giờ 50 phút sáng thứ Hai, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ, cho biết do ảnh hưởng của lượng mưa lớn và nước thượng nguồn dâng cao, toàn bộ dòng chảy của Trùng Khánh lưu vực sông Kỳ Giang sẽ trải qua trận lũ siêu lớn trong 8 giờ tới kể từ trận lũ lịch sử năm 1940 đến nay. Vào thời điểm đó, video trực tuyến cho thấy đường phố trở thành sông, nước tràn vào nhà, ô tô và bãi đậu xe bị ngập. Theo nguồn tin từ Cục Thủy lợi tỉnh Hồ Bắc, sau khi mùa mưa bắt đầu từ tuần trước, tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, 680 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc đã vượt mực nước dưới hạ lũ, trong đó có 14 hồ lớn và vừa. Tối thứ Bảy, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo do mưa lớn nên 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và những nơi khác có lũ trên mức cảnh báo. Hôm thứ Bảy, Nghi Xương, Hồ Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy nước sông Dương Tử đã lên tới mức mặt đường. Cùng ngày, lũ lụt ở Hợp Phì, tỉnh An Huy đã làm ngập nhiều trường học và khu vực dân cư, khiến đường phố và nhiều trường học bị ngập. Một người quay video cho biết nước ngập đến thắt lưng. Thưa quý vị, phần phía nam của đại lục đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão lớn, lũ lụt, lở đất và các thiên tai khác đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang và Quý Châu, với 13 người chết và mất tích, 2,45 triệu người bị ảnh hưởng ở nhiều nơi trong Hồ Nam và 7 người chết. Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tính đến 7 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai lũ lụt mưa xối xả đã ảnh hưởng đến 765.000 người tại 5 thành phố gồm Lệ Thủy, Phù Châu và Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang, với hơn 1.200 nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Tại 9 thành phố bao gồm Đồng Nhân, Bích Khiết và Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu, khoảng 1,267 triệu người bị ảnh hưởng, 13 người chết và mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập, 56,3 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó, 79.000 ha bị phá hủy và thiệt hại kinh tế là 1,33 tỷ nhân dân tệ. Theo các báo cáo, vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Tam Hà, thị trấn Thập Tử, huyện Tiên Dân, tỉnh Vân Nam, khiến gần 60 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. Các con đường Ngụy Tân và Trấn Hùng gần đó cũng bị sạt lở cắt đứt, dẫn đến các quận lân cận bị gián đoạn hai chiều, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 2 triệu người. Sau lũ lụt và lở đất, người dân cả nước đã tự tổ chức cứu hộ và mong chờ sự giải cứu từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình hình cứu hộ ở nhiều nơi không khả quan. Cư dân mạng Chiết Giang cho biết, tại làng Ngân Gia, thị trấn Chiết Khẩu, huyện Tùy Xương, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong trận lũ lụt thảm khốc này, đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ khi xảy ra lũ lụt, họ đã và đang phải tự cứu mình và chưa nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào từ cấp xã và cấp huyện. Hôm thứ Năm, Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới, từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Xuất hiện một đợt mưa khác, vành đai mưa chính nằm ở trung tâm phía Nam sông Dương Tử. Kể từ tuần trước, các khu vực dọc Trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía Đông Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn liên tục, trong đó tỉnh An Huy và Hồ Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo báo chí Đại Lục đưa tin, vào trưa Chủ nhật, nước trong trang trại lợn của Trương Đạo Khôi ở làng Hồng Hưng, thị trấn Vĩnh Long, huyện Tĩnh Sơn, phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc vẫn ngập sâu hơn 1,6 mét và khoảng 1.000 con lợn đã bị chết do ngập nước. Đã có 10.000 con lợn chết đuối chỉ trong 5 trang trại chăn nuôi lợn chuyên nghiệp ở làng Hồng Hưng trong quận. Một số nông dân cho biết 400.000 con rùa của họ đã bỏ đi và thiệt hại 20 triệu nhân dân tệ. Lợn chết nhiều đến mức không thể chôn sâu, dân làng nơm nớp lo dịch bệnh bùng phát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.